them guide your life towards regret. I fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Bơm đi coi, gần được rồi nhanh anh em. Chăm cẩn thận đấy nhá. Được chưa? Lâu thế. Chưa, bơm đi. Bơm lên, mạnh lên. Bơm đi. Si mi corazón palpita, siempre he sido tu chiquita. ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ai hốt thì mà. Dục mãi gần xong rồi. Yên tâm đi, cái này tao sửa suốt. Xong rồi đấy, đi đây. Ok. Đi nhanh thế nhỉ. Em làm gì thế này? Thì bọn em chỉ đùa tí thôi mà. Đùa cái gì? Anh nhìn bọn em thế này mà đùa à? Con lợn của tớ. Các cậu đi ra đi, làm hỏng hết lợn của tớ. Con lợn của cậu à? Tớ nhìn như sắp bụn rồi, tớ đang bảo cò mang đi đổi kẹo đấy. Bụn là sắp bụn thế nào? Năm ngoái các bạn có nhớ không? Cái con lợn này là Hà Sam nên làm đúng dịp gần Tết để mang đi đựng lì xì các bạn ạ. Nhưng mà năm nay qua một năm nên là nó sương gió, nó mờ nhạt đi rồi. Hỏng hết rồi. Anh nghĩ là chúng mình phải tái chế con lợn này để năm nay còn có con lợn đựng tiền lì xì chứ nhỉ? Anh ơi, năm ngoái em được nhiều lì xì lắm, hay là mình làm con bò đi anh, không làm lợn nữa. Lâu. Làm hẳn con bò. Âm ảnh, nhưng mà em nghĩ là con bò nó to như thế, chúng mình phải lắp thêm cái bánh vào cho di chuyển cho nó dễ. Chúng mình quyết định sẽ tái chế con lợn thành con bò để có thể mang đi đựng tiền lì xì Tết năm nay nha các bạn nha. Lên đầu thôi. Năm ngoái dán chân của con lợn này thì mình dán bằng keo nến, nên là năm nay mình phải bóc hết lớp này ra thì mới làm được. Đúng thật là con gái chân yếu tay mềm. Cần gì phải dùng đến cái đấy, tay cũng bóc được. Nhìn đây này. Ôi dồi, cố lên, cố lên. Thế nào thế? Thế nào cái thế? Này nó không được, cái này nó chắc quá à. Ôi. Đấy, đây này. Từ từ ít một nó hắt ra. Thôi cậu ấy đi, tớ ấy mệt lắm rồi, chả ra được. Thế lại còn bảo là con gái tay yếu chân mềm. Cái bánh xe này chắc chắn ấy, mình sẽ tháo bốn cái bánh này dài làm cái bánh để chở con bò đi. Mày lấy cái bánh bé tí đấy làm gì? Sang đây, sang đây. Đã lấy là phải lấy cái này này. Ui dồi anh ơi, bánh to này à. Đúng rồi, đã làm là phải làm khổng lồ. Cái bánh xe nó làm tít thế này này các bạn ơi. Bây giờ phải bỏ hết đồ trên này ra đã. Ui nhiều đồ lắm. Ôi, được rồi anh ơi. Ôi à. Wow. Cái này siêu to, siêu khổng lồ luôn. Căng ơi, có cả hơi nữa anh ạ. Ấy giờ thế này êm ấy. Anh bơm từ năm ngoái năm nay mà vẫn còn cứng như thế này. Vẫn còn hai cái bánh nữa. Vào lấy tiếp. Vẫn còn nữa. Đưa cháu này này. Ui, các bạn ơi, có cái gì chảy này. Ui. Ôi, cát các bạn ạ. Rồi, cái bánh xe ở đâu? À, đây rồi. Các bạn có nhìn thấy không? Đây này có ấy. Anh em lại dỡ ra lấy tiếp đi. À, sao vậy? Bên trong nó có cái gì? Ôi giời, có cái gì này? Bỏ ra. Cái nào? Ôi, chặt đi. Anh cứu đỏ ấy, xoay chặt vừa đấy. Nào, giữ. Nào. Chặt đi.
không nhúc nhích được tí nào Hà Sam ạ. Rút. Nào, một. Nào, được chưa, giữ nhá. Dừng đi rồi. Nhưng cái này ngày xưa là chân lợn các bạn ơi. Nhưng mà năm nay bọn mình làm bánh xe rồi thì những cái này mình không cần nữa. Cất gọn lại một chỗ để khi nào ấy đổi kẹo. Được, để tớ còn cái cất. Này vẫn giữ lại. Cái này không cần giữ lại nữa. Bỏ luôn. Nâng cái này cứ như kiểu là nâng tạ ấy cỏ ấy, nhìn anh à. Ấy gì à, khỏe đấy. Thế là có 4 cái bánh rồi, ngon không? Ui, chúng mình phải kỵ sạch sẽ vào sao ạ? Để mà làm lại con bò cho nó đẹp. Đúng rồi. Để 1 năm rồi nó bẩn quá. Nào, tránh. Đi vào. Đẹp đấy. Nhưng mà anh thấy hai bên này vẫn thừa nhiều quá. Nếu mà để như thế này với lại cái này là hình tròn đặt lên đây cảm giác không chắc chắn lắm. Anh em mình phải làm thêm một tấm ván ở bên dưới rồi mới đặt cái thùng con bò này lên các bạn ạ. Được không? Được. Cho nó kín luôn chỗ này anh ạ. Có khi mình còn đứng ở lên trên này nữa. Đi luôn. Tiền. Ôi trời ơi, đẹp thế nhỉ. 13 phân. Đánh dấu vào anh ạ. Đây này. Ok, rồi. Tiếp theo bên này. Chưa được em ơi, đây mới được có 12 phân thôi. Rồi, đây. Rồi. Hiện tại thì cái lỗ mà bắn ốc ấy là tiết ở bên dưới các bạn ơi. Nên là anh gấu đỏ là đang có cái tư thế như này để có thể định vị được ốc ở đâu các bạn nhé. Có chóng mặt không anh? Thấp tụt hết áp rồi Hà Giang ạ. Cố anh ơi. Được chưa? Được rồi. Quá đẹp luôn. Bên này nữa. Dưới. Để em chỉnh cho. Lại nằm tiếp các bạn ơi. Rồi hôm nay mình sẽ hóa vai thành một thợ chế tạo ô tô, được chưa? Rồi. Em phải làm cẩn thận đấy, không thì sai một ly là đi một dặm với cỏ ạ. Vì việc khoan này là một việc cực kỳ nguy hiểm nên là các bạn nhỏ ở nhà ấy tuyệt đối không được bắt chước nha. Và tụi mình cũng vậy nè, tụi mình ấy đã nhờ một bác lớn tuổi ấy để giúp đỡ bọn mình ấy là khoan trước mấy cái lỗ này này các bạn ơi. Bác ấy thì là một người cực kỳ có kinh nghiệm rồi nên là chúng mình rất là yên tâm nha. Ui, lau chùi cho con bò này nó trắng trẻo sạch sẽ. Tí nữa còn mặc áo mới cho nó các bạn ạ. Đúng rồi. Ui, con này là thực ra đầu tiên bọn mình là sơn nó là màu hồng các bạn ơi. Nhưng màu hồng bây giờ nó tan ra rồi. Nên là nó cũng hơi trắng trắng đúng không anh đó? Hơi trắng, tí nữa cho trắng hẳn luôn. Đúng rồi. Thôi, nhanh lên khỏi tối Hà Sam ơi. Rồi sơn đi. Ê, cậu tránh nè, mình sơn màu trắng vào con bò này thì các bạn đoán là con bò này là con bò gì chưa? Thì chắc chắn là nó không phải con bò vàng rồi các bạn ơi. Nó chính là con bò sữa. Để tớ sơn giúp cho. Ok. Bây giờ thì mình với anh gấu đỏ sẽ vặn ốc lại cho chắc chắn các bạn nhá. Đây rồi, túi ốc đây rồi. Đây. Rồi các bạn ơi, đúc vào đây cái lỗ của nó đâu. Đấy. Vào không có díp. Có anh ạ. Đấy, vừa rồi, vừa rồi. Rồi. Rồi các bạn ơi, anh gấu đỏ đang vặn cái ốc này vào. Anh ơi, vặn chặt vào nhá. Đã làm là phải làm cẩn thận các bạn ạ. Không lát nữa mà đang ngồi lên đi một cái nó tuột bánh ra. Ủa, chặt lắm ạ. Chặt chưa? Ok, sang bên này. Chặt rồi. Ui. Em thử lên, chậm lên được không? Chặt chắn lắm anh ạ. Đấy, đi này. Ui. Gãy. Cái ván này nó quá yếu đi các bạn ơi. Nãy con hiếp mà ngồi lên gái nhá. Tí nữa thì ván nó gãy làm đôi các bạn ạ. Nên là chúng mình lại thiết kế thêm một cái thanh sắt ở giữa cái này và lại nhờ vào tay nghề của bác. Đây này, hai thanh niên là chỉ đứng nhìn bạn ạ, chứ còn không có kinh nghiệm các bạn ạ. Đây. Bây giờ là bác đang hàn cho chúng mình nha các bạn nha. Cái khung đã xong có vẻ chắc chắn, lật ngược lại đi.
Được chưa, được chưa, được chưa? Ui, có đếp ngồi lên được, có đếp ơi. Thôi, to như con trâu ấy kìa, ngồi. Ngồi lên xem, được không, được không? Thế còn ngồi lên được xem nào. Đức được con bò mê tớ nữa hả sao mà? Ta đủ lên đi. Lên lên. Đây. Đây. Ui. Đấy, chạy nhanh nhờ. Đấy, đi nữa. Ê, 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 quá êm luôn. Cậu cắt cái này để làm cái gì đây? Có phải là trời sắp mưa nên là cậu cắt cái này để làm áo mưa không? Nope. Ui nhưng mà vẫn hở. Thôi, cậu bỏ ra đi, không phải hỏng của tớ bây giờ. Cái lỗ này là để tí nữa tớ ốp vào cái thùng phi, sau đó tớ sơn đen lên. À đúng rồi, cái đốm đen của con bò sữa. Đúng rồi. Mình sẽ sử dụng túi ni lông đen các bạn ạ, bởi vì cái túi này nó rất là to. Đấy, rồi mình sẽ cắt một cái lỗ bên này, một cái lỗ bên này để làm cho nó nhanh các bạn nha. Những cái con bò sữa thì đốm của nó có nhiều hình dạng khác nhau nên là mình cũng sẽ cắt nhiều hình dạng khác nhau các bạn ạ. Chúng mình đang cắt cái này, các bạn biết cái xô này để chúng mình làm cái gì không? Đấy, để làm cái mũi cho con bò. Ui nhưng mà cái này có vẻ là nhìn thì dễ thôi nhưng tôi các bạn mãi không ra được các bạn ơi. Rồi, bây giờ cái này anh em mình đi xịt sơn đen vào, sau đó sẽ úp vào mũi, làm mũi cho con bò. Đấy, từ. Đấy. Xịt đi. Đẹp chưa? Đẹp rồi, xịt đi, xịt xa thôi. Xa nữa, xa, đừng lướt quá. Ok luôn, ui ôi đẹp thế. Rồi. Chưa. Được rồi. Một đốm sửa điểm luôn. Cái nữa hả sao rồi? Bên này. Ai xa. Cái đốm này đẹp với cò nhờ. Rồi em xịt phải đẹp chứ. Đâu bỏ lại xem nào. Đấy. Đâu. Ai xa các bạn ơi, đẹp không? Ui, cái này mà cho lên lưng mình chắc cũng đẹp lắm nhỉ. Em có muốn làm đốm này ai xịt vào cho? Thì em có phải bỏ đâu anh. Mũi không có rồi. Mà cái thân này không có rồi, thiếu mỗi bộ sừng thôi. Bây giờ ấy, lấy gì để làm sừng nhỉ? Lấy cái này làm sừng được kìa. Cái này móc cả trên này. Quân Hiệp, cậu phải làm cẩn thận nhá, đừng có ném đồ linh tinh như thế. Ừ, tớ biết rồi, sao tớ ném mạnh không? Thằng này, hôm nay nó thế nào ấy nhỉ? Tao ấy, nghĩ là làm cái sừng ấy, phải như cái sừng trâu ấy, to, cong này. Trâu là trâu, mà bò là bò chứ. Tao nghĩ phải làm một cái sừng nó cong ấy, như cái tù và. Đấy, nó phải hoành tráng. Nhưng mà tớ nghĩ ấy, mình chỉ làm ấy, hai cái sừng nó ngắn ngắn như này thôi. Nó giống con bò bình thường ấy. Không, làm sừng chỉ ngắn tí này đúng làm rồi. Đã làm phải làm to. Nó phải cong. Thôi, tốt nhất thì bây giờ ấy, mỗi người làm một cái. Ok luôn. Nào. Anh Gấu Đỏ, anh thử xem đây là sừng của bọn em ai làm đẹp nhất. Sừng của em. Đây. Đây là cái sừng. Đúng rồi. Sừng con gì đây? Sừng con bò. Gắn vào đây chứ. Ui dồi ôi. Đây giống như kiểu cái liềm. Hay là cái nườn. Mặt trăng ấy. Chả giống cái sừng gì cả. Các bạn ơi, quay thế nào đây hả con Íp? Xấu. Nói chung là xấu. Cỏ đâu? Của em đẹp lắm. Ây. Trông khúc củi á. Đây. Em lắp thử cho anh xem nha. Đấy, thấy chưa? Ui dồi ôi, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn ngay thì phải, không thấy giống cái sừng thế nào cả. Mà đặc biệt anh ơi, hai người này làm ấy chỉ có mỗi một cái thôi anh ạ. Thế chẳng lẽ là bò được sừng lệch à? Đây này, của em. Ta-da! Ây da, giống sừng ấy chưa? Được, lắp vào đâu hả Sam? Lắp vào đây anh ạ, lắp vào đây. Ui, đấy các bạn ơi, nhìn thế này mới giống cái sừng nhá, nhìn nhá. Rồi, quyết định chọn cái sừng của Hà Sam để gắn vào con bò này đi. Nào, đi, quay xe đi, quay đi. Quay đi, anh quay đi, quay đi. Em quay đi. Quay đi, em cứ lùi một chỗ. Cái bánh này các bạn ơi, nó chỉ đi thẳng được thôi chứ nó không cua được. Lái nào, lái đi. Ôi, trời ơi. Tao đây, quên hệ thống. Nào, đâu, đánh lái.
còn không có phanh nữa các bạn ạ. Quá nguy hiểm rồi, đi. Xe này thì chỉ để chở bò thôi, không phải chở người đâu. Bây giờ chúng mình sẽ di chuyển cái xe này đi xuống đường các bạn nhá. Và sau đó thì sẽ đặt cái con bò sữa kia lên đây. Khiêng lên. Rồi, đặt nằm ngang. Bây giờ sẽ đặt chú bò sữa của Hà Sam lên đây. Bây giờ mới chỉ là cái thùng phi thôi các bạn ơi. Chưa thành cái... Trời ơi, đẹp đấy. Chú bò sữa này nhá, thân màu trắng, đố màu đen nhưng mà mông lại màu hồng các bạn ạ. Tôi chết các bạn ơi, cái chỗ này quên chưa sớm. Các bạn ơi, biết anh cậu đỏ đang làm gì không? Đang vẽ mắt cho con bò đấy. Ai da, đẹp không có đi. Đẹp đấy anh ạ, à, đấy. Này, để anh tô màu ạ. Vẽ nung mày cho nó nữa. Rồi, vậy anh đi kéo, anh cắt nữa. Đây, tí nữa xong cái này anh em mình lắp vào con lợn. À quên, con bò. Cứ nhầm với con lợn được tiền năm ngoái các bạn ạ. Rồi, em nghĩ là đẹp không? Em nghĩ là đẹp anh ạ. Đấy. Cắt lấy cả lông mi của nó nha. Đây. Đấy. Em yên tâm đi, anh cắt chỉ có chuẩn thôi. Úi giời. Dám rồi đấy. Dạ, đẹp không, đẹp không? Đẹp đấy anh ơi. Anh phải dán nghiêng nghiêng ra. Đấy. Mày thấy thế nào? Được đấy anh ơi. Ui, cái Hà Sam với cọ mà nhìn thấy anh em làm con mắt như này. Có mày lại khen, sao anh dán đẹp thế? Dán hộ tớ. Ôi, Hà Sam ơi. Chơi là cái gì? Đây là con mắt của con bò. Con mắt, ui dồi, ai làm mà xấu như này nhỉ? Còn có cả lông mi nữa này. Vẽ xấu như thế này chỉ có anh Gấu Đỏ hoặc là con Híp ấy. Ôi dồi ôi. Xấu cả con bò của mình. Đây, nào nào, bây giờ tớ dán đây. Đây được chưa? Sang đi đó. Rồi, rồi. Rồi, ok, tớ giúp cho tớ nhá. Mặt, đây. Có hai con mắt này nó tự rơi à? Tự rơi đâu mà tự rơi. Tớ vứt xuống ấy. Sao vứt? Ý giời, rõ đẹp thế này. Tớ với anh Câu Đỏ nghiên cứu mãi ra hai con mắt này. Cái này cạo này thì rứt đi. Con bò của tớ là con bò sữa dễ thương, chứ không phải là ngưu ma vương. Nhìn đi nhìn này, vứt thế đi. Mắt bò là phải long lanh các bạn ạ. Đấy, thế nên là mình sẽ vẽ cho bò một đôi mắt rất là long lanh luôn. Màu đen lấy luôn các bạn nha. Anh Gấu Đỏ, anh Gấu Đỏ. Anh nhắm mắt lại, em tặng anh cái này. Ây da, hôm nay mày lại có quà tặng anh được. Nhắm luôn. Rồi, mở mắt ra đi anh ơi. Mở rồi mà tao thấy đen xì xì thế này, con nít. Không nhìn thấy gì luôn. Chả thấy gì cả. Rồi, ngồi im, ngồi im, ngồi im. Đây. Đấy, nhìn thấy chưa? Ai, thấy rồi. Nhìn vướng vướng này, chắc mày tặng anh cái kính hoặc là cái mũ xịn sò phải không? Vướng này anh ơi, nhìn đi. Ui, quên em, mày tặng anh cái gì thế này? Cái kính chứ cái gì? Cái kính như mà có hình đôi mắt này mà nhìn cái này quen quen nhỉ? Cái này đâu ra đây? Cái đôi mắt con bò mà anh em mình chế ra đây. Mắt con bò? Ừ. Thế con bò bây giờ không có mắt nữa? Không anh. Thế sao mày lại tháo ra, dán như thế rồi mày tháo ra làm gì? Đâu, đâu có phải em tháo đâu. Hà Sam mới còn nhìn thấy xấu quá chê thì dứt đi anh ạ. Mất công anh em mình. Giới thiệu với các bạn, Minh Red, bò sữa. Bò đâu rồi? Sao còn bò cái gì? Bọn em đi nhanh thế, để rơi con bò tít được sau. May mà anh đi cùng, anh nhặt được ấy. Các bạn ơi, đây chính là em bò sữa rất là xinh đẹp của Hà Sam. Đây này các bạn ơi, chúng mình đã chế tạo từ cái thùng phi cũ để làm con bò này. Rồi cái xô để làm cái mũi, bìa cắt tông để làm cái mũi, và sừng và tai. Rồi giấy ni lông để làm cái mắt. Quá là đẹp luôn đúng không? Ở bên này còn có một chiếc đuôi rất là dài các bạn ạ. Nếu mà khi nào mà chú bò này mà kiểu như là bong hết keo rồi, mình có thể lấy cái này làm cái quạt cũng được. Bò sữa này có thể đựng được rất nhiều lì xì. Anh em mình tiết kiệm cả năm đúc vào đây cũng không đầy được luôn. Đây này các bạn ơi, mở ra Hà Sam ơi. Một cái thùng này mà đựng lì xì thì tha hồ luôn. Mà ngoài chức năng đựng lì xì, đựng tiền ra, anh em mình có thể ngồi lên đây nữa cơ. Hà Sam, em thử ngồi lên xem. Được.
Tớ ngồi cho. Trời, mày béo thế này, mày ngồi lên trước nữa mày hỏng thì sao? Cho Hà Sam ngồi lên trước đi. Đúng rồi, tớ nhẹ cân nhất để tớ ngồi lên trước, tớ thử trước con. Cẩn thận nha. Có chắc không anh ơi? Có chắc như ô tô bốn bánh mà. Ui. Đấy. Wow. Ui. Anh ơi, anh nhìn này. Rồi, các bạn nhìn nè. Nhìn cái ô tô chở con bò sữa nhìn xịn sò không? Bò sữa ngồi trên và Hà Sam ngồi trên cả con bò nữa cơ. Ui, anh ơi, này, em không ngờ là cái xe này mà bọn mình làm nó chắc chắn đến như vậy đâu. Mà cái thùng phi này nó rất là to nên là ngồi rất là vững chãi và kiểu không bị kiểu như là mình nghiêng bên này hay nghiêng bên kia đâu. Anh nhìn này. Ui. Thoải mái, bọn anh bắt vít ở dưới rồi. Mà kể cả quân hiếp phải cỏ ngồi lên đây nữa cũng không bao giờ sập luôn. Em xuống đi cho quân hiếp lên xem. Mới ngồi được một tí nữa rồi anh xuống này. Chờ từ nãy đến giờ được ngồi các bạn ạ. Ai à. Đúng, thoải mái luôn. Rồi bây giờ nha, bây giờ các bạn chuẩn bị xem con bò này hoạt động như nào này. Co, nổ máy lên đi em. Đi. Đấy. Xin đâu, xin đâu. Cầm cái. Thôi dừng. Đây là động cơ đây này các bạn ơi, đây là động cơ này. Động cơ hai người kéo các bạn nhá. Cơm. Chở mãi mới đến lượt em. Lên đi. Lên để trải nghiệm được cưỡi bò sữa các bạn ạ. Ôi, em thấy thế nào? Ôi giời ơi, êm lắm anh ạ. Ui con, tại con bò này nó béo nó nhiều thịt. Ngồi lên rất chắc chắn đúng không? Giời ơi, êm vừa chắc chắn. Rồi chuẩn bị nhá. Hà Sam, con íp đổ mãi. Ôi. Thoát tim anh ạ, mạnh gấp quá. Các bạn ơi, cái xe này thì bọn mình chưa thiết kế ra cái bộ phanh nữa các bạn ạ. Nên là toàn phanh bằng sức người đấy các bạn ơi. Toàn phanh bằng dây mới lại bằng chân này đó các bạn ạ. Nhưng mà vì xe này là 4 bánh mà chúng mình kéo bằng tay lên là đi cũng rất chậm. Các bạn nhìn thấy rồi, nhưng mà phanh cái là dừng lại ngay. Đúng rồi. Hôm nào anh sẽ chế tạo cho chú bò sữa này có một bộ động cơ có thể đổ xăng vào và đi luôn, không phải kéo bằng sức người nữa. Gắn anten đi anh, để có thể chạy bằng kiểu như điều khiển từ xa cũng được anh ạ. Rồi con bò sữa này, mình lại nhớ về tuổi thơ mà kịch thời mà được cưỡi trâu cưỡi bò đi chăn trâu ấy các bạn ơi. Ui thích lắm luôn ạ. Con bò này vừa cưỡi được, lại còn vừa đựng được lì xì, lại còn đẹp nữa. Mà đặc biệt hơn là nó béo béo giống tớ. Nope. Cho tớ mang về nhé, tớ trưng bày. Ê, mày khôn thế. Con bò này là công sức của bốn đứa trong mình, không được mang về một mình nhá, mà phải cắt làm bốn. Cái gì mà cắt làm bốn? Không được, con bò này mà cắt làm bốn thì lấy đâu ra mà là con bò sữa, mà lấy đâu ra đây là cái hộp lì xì nữa. Không được, bây giờ con bò này là cứ để nguyên như này, nó sẽ sở hữu chung của bốn người. Và tiền lì xì của bốn bọn mình sẽ cùng nhét vào đây. Rồi đầu năm học năm tới thì bọn mình sẽ bỏ tiền đấy ra để mua đồ dùng học tập. Anh thấy ý kiến của Hà Sam được ấy. Thôi bây giờ anh em mình mang chú bò sữa này về đi. Và cũng gần đến năm mới rồi, team Hà Sam chúc tất cả các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Và đặc biệt nhận được nhiều lì xì nhá. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye các bạn. Bye bye.